Để đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, các chuyên gia nhận định chuyển đổi số sẽ là nền tảng quan trọng nâng đỡ quá trình phục hồi, tăng cường năng lực chống chịu và cải thiện chất lượng tăng trưởng theo hướng hiệu quả, xanh và bền vững. Do đó, cần xây dựng triển khai thực hiện sớm chiến lược chuyển đổi số kết hợp với các gói kích thích kinh tế mới, giải pháp cơ cấu lại ngành hàng liên quan, đồng thời xây dựng thực hiện các quy định giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số hữu hiệu an toàn bên cạnh đó nhiều chuyên gia kinh tế trong nước cũng nhận định trong khủng hoảng covid-19 các nhân tố mới xuất hiện khiến việc thiết kế thực thi chính sách kích thích trở nên phức tạp vì vậy các gói hỗ trợ về việc thực thi cần linh động và sát sườn hơn